Dạ vâng, Tượng Gỗ Nguyễn Hồng Trung em xin gửi lời chào đến tất cả các bác đang theo dõi video này của bên em. Hôm nay bên em đưa lên một tác phẩm, đây là chó mẫu tử nhá. Chó tiền tài mẫu tử này, chất liệu gỗ hương ta Gia Lai này, chun sụn luôn bác nhá. Tác phẩm này thì có chiều cao là 79 này, chiều ngang 34 và chiều sâu là 33. Giá các bác được sở hữu cái tác phẩm này chỉ là bao nhiêu ạ? 8 triệu rưỡi thôi. 8 triệu rưỡi thôi, bên em đã bao ship cho các bác bờ rồi. Đấy, một tác phẩm rất là to, đấy, phôi gỗ rất là dài phải không ạ? Đấy, em quay xung quanh cho các bác thưởng lãm được cái tác phẩm này. Đấy, đặc biệt tác phẩm này thì rất là to này. Hai mẹ con chú chó này thì đang đứng ở trên một cái bao tiền này, khối tiền vàng rất là to này. Đấy, may mắn này. Đấy, một tác phẩm đẹp to đẹp như này lại còn chun sụn hương này. Đặc biệt hơn thì ở cổ của chú chó này thì là đang đeo một chiếc vòng và có cả quả chuông này. Một tác phẩm rất là hết ý này, chỉ có 8 triệu rưỡi thôi, bên em đã bao ship cho các bác rồi. Đấy, em quay gần cho các bác thưởng lãm được cái chất gỗ bên em này. Chất gỗ là rất là tuyệt vời rồi. Đấy, những bác nào một tuổi chó hoặc là hợp tuổi chó này, mình sở hữu tác phẩm này về chiêu hút tài lộc cho gia đình nhà mình này. Đấy, một chú chó này vừa có biểu tượng để trông nhà, canh giữ nhà cửa này, canh giữ của cái vật chất của mình này, lại có tác dụng đem lại chiêu hút được tài lộc này, tiền tài của cả với cho gia đình nhà bác nào hữu duyên sở hữu được một cái tác phẩm to đẹp như này. Đấy, một chú chó này thì chú chó mẹ thì nó rất là mập này, rất là to này. Đây là bên em lựa chọn một cái phôi gỗ này thì nó rất là già rồi. Đấy, em sẽ quay lại gần cho các bác thưởng lãm được cái chất gỗ bên em. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, chất gỗ thì đẹp rồi, mê ly rồi phải không ạ? Đấy, chiều cao tác phẩm này là 79 này, chiều ngang 34 và chiều sâu là 33. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Chú chó thì rất là mập, đấy, cái đuôi của nó thì là rất là to này, đấy, lông đuôi thì rất là bông này, đấy, một tác phẩm rất là hết ý. Một tác phẩm này của bên em này để làm một cái phôi gỗ thì là gỗ này rất là già, đấy, mà tác phẩm này thì là liền khối bác nhá, tác phẩm này của bên em liền khối luôn, liền khối cho các bác luôn đấy. Em này di chuyển ra đằng sau cho các bác thưởng lãm được đấy, những cái chi tiết như là tai này, mũi này, mồm này, đấy, của chú chó bên em làm rất là mềm mại này. Đấy, chú chó rất là to nhưng mà làm rất là mềm mại luôn. Đấy, quay đằng sau cho các bác biết được cái chất gỗ bên em nó như thế nào thôi. Một tác phẩm đẹp hết ý như thế này, một giá chỉ có 8 triệu rưỡi thôi, bên em bao ship rồi. Đấy, các bác mạnh dạn lên. Đấy, bác nào có đang chần chừ và muốn sở hữu tác phẩm của chú chó bằng chất liệu gỗ hương ta Gia Lai này thì cứ mạnh dạn lên, nhấc máy cho bên em video call cũng được. Đấy, với số điện thoại của bên em là 0987336318 và 0966336318. Các bác kết bạn Zalo bên em này. Đấy, các bạn kết bạn Zalo bên em này và nhớ đăng ký này, theo dõi trên YouTube bên em này, đặc biệt là đăng ký theo dõi trên cả trên Facebook của bên em nhé. Đấy, để đăng ký này, để theo dõi này, sở hữu được nhiều tác phẩm hay đẹp và đặc biệt được chốt được những tác phẩm rẻ nhất của bên em này. Đấy, chiều cao của tác phẩm này là 79 này, chiều ngang 34 và chiều sâu là 33. Giá là 8 triệu rưỡi thôi bác nhé. Bậc Tượng Gỗ Nguyễn Hồng Trung em, địa chỉ quốc lộ 38 Đông Giao, Long Điền, Cẩm Giang, Hải Dương. Đấy, và có gia lộc cho bác nào nhé, có gia lộc cho bác nào đến tận xưởng bên em chốt được những tác phẩm ở bên em về. Đấy, em rất cảm ơn tất cả các bác đang theo dõi video này của bên em nhé. Và em xin kết thúc video tại đây, hẹn gặp lại các bác tại video lần sau.